Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đã kết thúc năm 2023. Và cho đến thời điểm này, một số địa phương ở thành phố Cần Thơ đã đạt các chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu của năm. Do đó, toàn thành phố tăng tốc, quyết liệt tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ nhằm hoàn thành kế hoạch năm đã đề ra. Đến nay, huyện Vĩnh Thạnh chỉ còn chờ thành phố ban hành quyết định công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là đã hoàn thành nhiệm vụ. Đối với quận Ô Môn đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kinh tế xã hội của năm nay. Trong đó có các chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch như xây dựng cơ bản, thu ngân sách. Các địa phương tập trung đề ra các nhiệm vụ để đạt kết quả cao nhất trong năm nay. Đến thời điểm hiện nay thì 12 trên 12 chỉ tiêu chủ yếu của quận đều đã đạt và vượt so với tiến độ đề ra. So với cùng kỳ cũng tăng so với năm 2022. Về chỉ tiêu thu ngân sách thì hiện nay huyện quận cũng đã đạt trên là 95%. Tiến độ giải ngân các công trình xây dựng cơ bản thì cũng đã đạt trên 90%. Trong chỉ đạo điều hành thì Ủy ban nhân dân quận cũng thường xuyên chỉ đạo lãnh đạo của các phòng ban chuyên môn cũng như lãnh đạo của các phường tập trung thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với tinh thần trách nhiệm cao nhất, để đến khi kết thúc năm 2023 thì các chỉ tiêu về kinh tế như là giá trị tăng trưởng, rồi chỉ tiêu về thu ngân sách, chỉ tiêu về huy động vốn toàn xã hội sẽ vượt so với kế hoạch năm 2023 đề ra. Chung là điều hành, chỉ đạo hoàn thành là vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2023, rồi tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Thì phấn đấu là đến cuối năm 2023 đó thì đạt trên 95% là định mức vốn năm 2023. Đặc biệt là chú trọng là đẩy nhanh là tiến độ các cái công trình trọng điểm. Cho đến thời điểm này, toàn thành phố đã đạt và vượt 15 trên 19 chỉ tiêu kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị. Kinh tế xã hội thành phố tiếp tục có bước phát triển, tốc độ tăng trưởng đạt gần 6%, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 94 triệu đồng, tăng hơn 9% so với năm 2022. Hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục chuyển biến tích cực, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng gần 5%, khu vực nông nghiệp thủy sản duy trì tăng trưởng ổn định, ngành du lịch tăng trưởng mạnh. Các dự án công trình trọng điểm trên địa bàn được triển khai, bảo đảm tiến độ. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo được chú trọng, mạng lưới y tế ổn định và phát triển, cơ bản đáp ứng nhu cầu khám điều trị bệnh của người dân, chính sách an sinh xã hội được đảm bảo. Tuy nhiên, vẫn còn một số chỉ tiêu hiện mới đạt tiến độ phân kỳ của năm, do đó thành phố sẽ quyết liệt tập trung thực hiện cho hoàn tất. Là tập trung chỉ thực hiện tốt các cái giải pháp là tăng tốc phát triển kinh tế xã hội cũng như đảm bảo quốc phòng an ninh của địa phương, là giải phóng mặt bằng, tập trung là giải ngân xây dựng cơ bản, làm sao mà từ đây phấn đấu tới cuối năm là về cái công tác giải ngân xây dựng cơ bản phấn đấu đạt là 95% trở lên. Và bên cạnh đó là các cái chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và là xây dựng đô thị là văn minh của các quận trung tâm, thì là chúng tôi sẽ tập trung mọi giải pháp để làm sao đảm bảo từ đây tới cuối năm sẽ hoàn thành thắng lợi các cái chỉ tiêu nghị quyết mà thành ủy đã đề ra. Không chỉ thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội cho địa phương, mà thành phố Cần Thơ cũng đang xúc tiến nhiều phần việc để tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong cơ cấu lại nền kinh tế, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển kinh tế tri thức, kinh tế số và tăng trưởng xanh, cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển các thành phần kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân và thu hút đầu tư để kéo theo sự phát triển của toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long.